Xin chào, mình là Leo sao? Và đây là một cái hướng dẫn nhanh cách để có thể tạo ra hình ảnh với AI. Cụ thể là mình sẽ sử dụng Gemini AI. Thế thì bước đầu tiên của chúng ta sẽ là các bạn vào cho mình trang ai.google.dev đây, và các bạn đọc tài liệu, các bạn đọc cho mình cái phần là tạo hình ảnh nhé. Thì ở đây con AI này nó có thể tạo ra được hình ảnh, và các bạn sẽ sử dụng nó trong Designer bằng cách để chúng ta sẽ chọn phần REST này, và các bạn copy toàn bộ cái current này cho mình, cái CURL này cho mình. Sau đấy chúng ta sẽ đưa vào trong này, đưa vào trong N8N. Thế thì ở trong N8N thì chúng ta sẽ tạo ra một cái workflow mới, và các bạn sẽ tạo cho mình ở đây là một cái nốt HTTP request, rồi các bạn sẽ chọn vào là import CURL. Thế thì khi mà chúng ta paste nó vào này và các bạn ấn import thì nó sẽ báo là cái comment này nó ở trong một cái format mà nó không được support. Thì cái cách xử lý ở đây là gì? Các bạn xóa hết cái đoạn dưới đi cho mình từ cái dấu số ngược như này nhá. Các bạn xóa đi. Import này. Đấy, thì đến lúc này thì chúng ta sẽ import vào được. Thế thì khi mà các bạn import xong ở đây ạ thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập những cái thông tin sau. Thứ nhất đấy là cái Gemini API key. Thì cái key thì các bạn lấy ở đâu? Các bạn lên trang AI studio.google.com. Đấy, xong các bạn lấy cho mình cái key, các bạn tạo cho mình một cái key ở đây nhá. Thế thì sau khi mà đã tạo xong cái key, các bạn sẽ dán cái key của các bạn vào đây. Và cái key này thì tốt nhất các bạn không nên để lộ cho người khác. Đó. Rồi, thế thì sau khi mà các bạn đã điền xong cái key ở đây rồi thì chúng ta sẽ đến với cả cái phần body ở đây. Thì cái body này nó sẽ là cái prompt của chúng ta. Các bạn đưa vào trong này. Ví dụ như cái prompt mẫu đấy là tạo ra một cái ảnh 3D này, một con lợn có cánh này. Đấy, với cái mũ này nó đang bay trông rất là bay qua một thành phố rất là hạnh phúc. Ok, rồi thì bây giờ mình có thể mình đưa nó text thì cái con này khả năng đọc tiếng Việt của nó cũng khá là ok, nên là có thể mình sẽ cho nó đọc tiếng Việt. Ví dụ như là tạo một hình ảnh tòa nhà trời với bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng đấy. Sau đấy các bạn sẽ ấn test step cho mình. Thì sau khi mà chúng ta ấn xong như này, chúng ta sẽ chờ đây. Đây cái dữ liệu chúng ta trả về thì nó sẽ là một cái trông như thế này nhá. Trông như này thì các bạn sẽ hình dung, các bạn hiểu cho mình là cái dữ liệu, cái ảnh của chúng ta nó nằm ở trong cái data này này. Hay là nếu các bạn chuyển sang JSON hoặc các bạn chuyển sang schema thì đây, đây chính là cái nó trả về. Thì cái này nó trả về dưới dạng là base 64. Thế thì làm theo để mà từ cái này chúng ta ra được một cái hình ảnh thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái nốt ở đây, đấy là nốt base 64. Các bạn gõ cho mình base 64 nhé, và các bạn chọn cho mình đấy là convert to file đấy, và các bạn chọn cái dòng cuối cùng cho mình. Thế thì đến đây các bạn sẽ kéo cái data này vào và các bạn sẽ ấn test step này. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng chúng ta đã có được cái ảnh này rồi. Và với cái ảnh này thì nó khi các bạn chọn view ở đây thì chúng ta sẽ có ảnh, khi các bạn ấn download thì chúng ta sẽ tải được ảnh về, và các bạn có thể sử dụng cái ảnh này cho những cái nốt khác. Đó. Thế thì đấy là toàn bộ nội dung của cái video ngắn ngày hôm nay.